phía dưới gầm cầu này lại tiếp tục có thêm những cái thuyền khác. Đó, nó đang di chuyển này. Đang di chuyển đấy mọi người, di chuyển đi qua. Đây, sau khi mà đi qua được gầm cầu thì người ta lại dựng cái tấm mái che này lên. Đó, gầm cầu là khá thấp. Đấy, người ta dựng cái mái che lên để che cho tài công lái tàu đó. Đây, con tàu này cũng phải làm cái thao tác là quay đầu nha mọi người. Mặc dù nó không kéo cái xà lan nhưng mà nó vẫn phải quay đầu các bạn, nó vẫn phải đi lui những cái tàu là mình thấy này. Mặc dù nó không phải kéo xà lan nhưng mà nó vẫn phải re lui. Đó, mình không hiểu là kỹ thuật của bên những người chạy ghe là như thế nào khi mà đi qua những cái cầu gầm thấp như thế này, người ta re lui các bạn. Không biết là nó có thể là do khi mà quay lui thì cái tầm nhìn quan sát, tức là cái mũi tàu nó không che khuất được cái tầm nhìn thì khi ra lui vậy thì cái người lái tàu người ta quan sát dễ hơn. Đó, các bạn thấy nó sẽ ra lui thì cái tầm, thì thường là người tài công người ta ngồi phía dưới này thì người ta sẽ thấy được cái tầm quan sát tốt hơn khi mà để cho cái mũi tàu nó chạy phía trước, và sau khi mà qua được cái phần này thì người ta mới quay đầu. Đó, người ta cũng quay đầu, người ta đi thẳng như này thì cái tầm quan sát nó cũng không vướng là nhiều. Đó, bạn con tàu này vậy này, đó đúng rồi, em nghĩ đó là do cái tầm quan sát của người ta dễ lái hơn, người ta dễ nhìn hơn, tại vì cái mũi tàu từ cái chỗ tài công ngồi cho tới cái mũi tàu thì khá là dài, cho nên nó sẽ vướng cái tầm quan sát, nên đa số thì đi qua những cái vùng nguy hiểm như này thì người ta sẽ đi ngược, họ sẽ đi ngược lại. Đây, sau khi mà đi qua được thì họ sẽ lại dựng lại những cái tấm mái như vậy. Đa số tàu nào mình thấy cũng có làm cái thao tác này hết, mái che cho mấy tài công ạ. Dựng mái che lại. Các bạn coi, nó sẽ tiếp tục, nó sẽ quay đầu này. Giờ mình xin tạm dừng clip ở đây ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho mình nha. Mình xin tạm dừng clip ở đây, sẽ tiếp tục tìm những cái cảnh tàu ghe qua lại, những cái cảnh sông nước để quay trên các cái bến tàu, các cái bến đò cho các bạn xem. Cảnh sông nước của Việt Nam rất là thú vị, và nhiều cái khung cảnh mà thực sự là từ bé đến lớn giờ mình cũng chưa có được chứng kiến. Và đứng trên dòng sông như vậy thì các bạn thấy rất là thoải mái và mát mẻ. Giữa cái bộn bề cuộc sống như vậy thì khi các bạn đứng dưới những cái và nhìn thấy cái cảnh như này thì các bạn thấy sẽ rất là thú vị các bạn. Đó, thì đây là cái cảnh lúc nãy mình thấy là ở cái khúc sông này khá là nhiều cái tàu bè nó gặp phải khi mà đi qua cái gầm cầu thấp như thế này, và đa số thì đều phải quay đầu và rất là khó khăn để mình di chuyển trên cái dòng sông này. Thì mình quay lại cho các bạn cùng xem. Mình xin tạm dừng clip ở đây. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.